áp về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay áp về danh. Xin chào tất cả các con. Cô xin được giới thiệu, cô tên là Phương và cô rất vui vì được đồng hành với các con trong chương trình tiếng Việt lớp 3. Như chúng mình có thể nhìn thấy ở trên bảng thì ngày hôm nay cô trò mình sẽ cùng nhau đến với một tiết tập đọc. Nhưng trước khi đi vào tiết học ngày hôm nay thì cô mời các con quan sát cho cô bức tranh mà cô có trên bảng. Các con hãy mô tả lại những gì mà chúng mình nhìn thấy ở trên bức tranh này nhé. Ngay đầu tiên thì chúng mình có thể nhìn thấy là có hai tốp học sinh đúng không nào? Tốp học sinh đầu tiên, các bạn đang mặc quần áo đồng phục, cùng có áo sơ mi trắng, váy xanh hoặc là quần xanh này. Cổ các bạn đeo khăn quàng đỏ. Các bạn thì đang gõ trống và bạn gái ở giữa thì đang cầm cờ của đội thiếu niên tiền phong. Với tốp học sinh này thì các bạn cũng mặc đeo khăn quàng đỏ này và tay cầm hoa, cầm quà. Thông qua bức tranh này, cô muốn giới thiệu với các con chủ điểm đầu tiên, chủ điểm măng non. Mở đầu chủ điểm này sẽ là bài tập đọc Cậu bé thông minh. Chúng mình sẽ cùng cô tìm hiểu xem là cậu bé đã làm gì để được mọi người khen là một cậu bé thông minh tài trí nhé. Cô mời các con lấy cho cô sách giáo khoa và mở trang 4, trang 5 để chúng mình cùng cô bắt đầu tiết học ngày hôm nay, tiết học tập đọc Cậu bé thông minh theo truyện cổ Việt Nam. Hoạt động chính của tiết học ngày hôm nay sẽ là luyện đọc đúng này, tìm hiểu bài và luyện đọc hay. Bây giờ cô mời các con sẽ đến với hoạt động đầu tiên, hoạt động luyện đọc đúng. Cô sẽ đọc mẫu cho con bài tập đọc này một lần. Chúng mình hãy theo dõi vào sách giáo khoa, lắng nghe và đọc thầm theo cô nhé. Cậu bé thông minh. Ngày xưa, có một ông vua muốn tìm người tài ra giúp nước. Vua hạ lệnh cho mỗi làng trong vùng nọ nộp một con gà trống biết đẻ trứng. Nếu không có, thì cả làng phải chịu tội. Được lệnh vua, cả vùng lo sợ. Chỉ có một cậu bé bình tĩnh thưa với cha: cha đưa con lên kinh đô gặp đức vua, con sẽ lo được việc này. Người cha lấy làm lạ, nói với làng. Làng không biết làm thế nào, đành cấp tiền cho hai cha con lên đường. Đến trước cung vua, cậu bé kêu khóc om sòm. Vua cho gọi vào, hỏi: cậu bé kia, sao dám đến đây làm ầm ĩ? Muôn tâu đức vua, cậu bé đáp: bố con mới đẻ em bé, bắt con đi xin sữa cho em, con không xin được, liền bị đuổi đi. Vua quát: thằng bé này láo, dám đùa với trẫm, bố người là đàn ông thì đẻ sao được? Cậu bé bèn đáp: muôn tâu, vậy sao đức vua lại ra lệnh cho làng con phải nộp gà trống biết đẻ trứng ạ? Vua bật cười, thầm khen cậu bé, nhưng vẫn muốn thử tài cậu lần nữa. Hôm sau, nhà vua cho người đem đến một con chim sẻ nhỏ, bảo cậu bé làm 3 mâm cỗ. Cậu bé đưa cho sứ giả một chiếc kim khâu, nói: xin ông về tâu đức vua, rèn cho tôi chiếc kim này thành một con dao thật sắc, để xẻ thịt chim. Vua biết là đã tìm người giỏi, bèn trọng thưởng cho cậu bé và gửi cậu vào trường học để luyện thành tài. Như vậy là các con đã lắng nghe cô đọc mẫu bài tập đọc này. Chúng mình theo các con là bài tập đọc này sẽ được chia thành mấy đoạn? Chúng mình cùng thống nhất với nhau là bài tập đọc này sẽ được chia thành 3 đoạn. Đoạn 1 từ đầu đến cha con lên đường. Đoạn 2 từ đến trước cung vua đến lần nữa. Và đoạn 3 từ hôm sau đến luyện thành tài. Để có thể đọc đúng và trôi chảy hơn bài tập đọc này thì chúng mình cũng cần phải đọc đúng những từ khó có trong bài phải không nào? Đó là những từ om sòm, sứ giả, trọng thưởng. Các con đọc lại những từ khó này với cô nhé. Om sòm, sứ giả, trọng thưởng. Ngoài việc đọc đúng các từ khó có trong bài thì chúng mình cũng cần phải ngắt nghỉ các câu sao cho thật là phù hợp đúng không nào? Trên bảng cô có hai câu dài cần phải ngắt nghỉ thật đúng. Bây giờ cô sẽ đọc mẫu hai câu này và các con lắng nghe xem cô đã ngắt nghỉ ở vị trí nào nhé. Vua hạ lệnh cho mỗi làng trong vùng nọ nộp một con gà trống biết đẻ trứng. Nếu không có thì cả làng phải chịu tội. Xin ông về tâu đức vua, rèn cho tôi chiếc kim này thành một con dao thật sắc để xẻ thịt chim. Vậy, theo các con cô đã ngắt nghỉ ở vị trí nào? Trên đây chính là phần ngắt nghỉ của cô. Vừa các con hãy dùng bút chì đánh dấu lại sách giáo khoa để tí nữa chúng mình luyện đọc thật là đúng nhé. Bây giờ cô cùng các con sẽ giải nghĩa các từ khó có trong bài. Khi hiểu nghĩa các từ này thì chúng mình khi tìm hiểu bài sẽ thuận lợi hơn đấy. Các con hãy nhìn vào phần chú giải ở trong bài. Từ đầu tiên, kinh đô là nơi vua và triều đình đóng. Trên bảng cô có hai hình ảnh của hai kinh đô lớn. Đây là kinh đô Huế và đây là kinh đô Thăng Long, tức thành phố Hà Nội này của chúng ta các con ạ. Từ thứ hai,
om sòm, nghĩa là ầm ĩ, gây náo động. Và từ thứ ba là trọng thưởng, tặng cho phần thưởng lớn. Ngoài ra, cô cũng có một từ mà chúng mình cần phải hiểu, đó là từ người tài. Người tài là người luôn phấn đấu cố gắng và làm được nhiều việc tốt, có ích cho xã hội. Như vậy là cô và các con đã cùng nhau đi qua hoạt động đầu tiên luyện đọc đúng. Cô mời các con chuyển sang hoạt động thứ hai, tìm hiểu bài. Để tìm hiểu được bài thì chúng mình sẽ cần đọc lại các đoạn văn trong bài này, trả lời các câu hỏi trong sách giáo khoa và rút ra nội dung chính của bài, phải không nào? Cô có câu hỏi đầu tiên. Câu hỏi: nhà vua nghĩ ra kế gì để tìm người tài? À, để trả lời được câu hỏi này thì chúng mình sẽ cần đọc lại đoạn văn đầu tiên, phải không nào? Cô trò mình cùng nhau đọc lại nhé. Cậu bé thông minh, ngày xưa có một ông vua muốn tìm ra người tài giúp nước. Vua hạ lệnh cho mỗi làng trong vùng nọ nộp một con gà trống biết đẻ trứng. Nếu không có thì cả làng phải chịu tội. À, như vậy sau khi lắng nghe cô đọc, chúng mình có thể trả lời được ngay. Đó là nhà vua lệnh cho mỗi làng nộp một con gà trống biết đẻ trứng. Thế nhưng sau khi nghe lệnh của vua thì dân chúng rất lo sợ. Vậy vì sao dân chúng lại lo sợ khi nghe lệnh của nhà vua con nhỉ? À, đó là bởi vì gà trống thì không đẻ trứng được. Từ xưa đến nay thì chỉ có gà mái đẻ trứng thôi, đúng không nào? Đây là một điều lệnh rất là vô lý, rất là khó thực hiện. Thế nhưng có một cậu bé rất là bình tĩnh sau khi nghe lệnh của vua. Cậu bé đã nói với cha, nhờ cha nói với dân làng là hãy cho cậu lên kinh đô gặp đức vua. Cậu sẽ lo được việc này. Thế nhưng nhà vua là một người đứng đầu một nước này, phải lo biết bao nhiêu công việc. Làm thế nào mà cậu bé có thể gặp được nhà vua đây? Cậu bé đã có một cách các con ạ. Cậu đến trước cung vua là khóc om sòm để được nhà vua gọi vào. Sau khi nói chuyện với cậu bé, nhà vua đã công nhận rằng lệnh của ngài là vô lý. Vậy theo các con, cậu bé đã làm cách nào để vua thấy lệnh của ngài là vô lý? Chúng mình sẽ tiếp tục đọc đoạn văn thứ hai để tìm ra câu trả lời của câu hỏi này nhé. Đến trước cung vua, cậu bé kêu khóc om sòm. Vua cho gọi vào, hỏi: cậu bé kia, sao dám đến đây làm ầm ĩ? Muôn tâu đức vua, cậu bé đáp: bố con mới đẻ em bé, bắt con đi xin sữa cho em, con không xin được, liền bị đuổi đi. Vua quát: thằng bé này láo, dám đùa với trẫm, bố ngươi là đàn ông thì đẻ sao được? Cậu bé bèn đáp: muôn tâu, vậy sao đức vua lại ra lệnh cho làng con phải nộp gà trống mới đẻ trứng ạ? Vua bật cười, thầm khen cậu bé như vẫn muốn thử tài cậu lần nữa. À, cậu bé đã nói với nhà vua một điều rất vô lý là bố cậu mới đẻ em bé. Cậu dùng một điều vô lý, bố cậu mới đẻ em bé, để đáp lại điều vô lý của nhà vua là gà trống đẻ trứng. Bởi vì đàn ông thì không thể đẻ em bé, cũng như là gà trống không thể đẻ trứng các con ạ. Để từ đó, nhà vua phải thừa nhận rằng lệnh của ngài là vô lý. Sau lần thử thách đầu tiên, nhà vua thầm khen cậu bé nhưng vẫn muốn thử tài cậu lần nữa. Đến với lần thử tài lần sau, nhà vua đã đưa ra thử thách gì cho cậu bé nhỉ? Chúng mình lại nhìn vào đoạn văn thứ 3 và trả lời cho cô câu hỏi này nhé. À, nhà vua đã yêu cầu cậu bé từ một con chim sẻ nhỏ làm thành 3 mâm cỗ. Trên đây chính là hình ảnh của chú chim sẻ nhỏ. Đây là loài chim rất là nhỏ đúng không nào? Vậy làm thế nào từ một loài chim nhỏ như thế này có thể làm ra 3 mâm cỗ lớn? Thế nhưng cậu bé rất là bình tĩnh này, yêu cầu lại nhà vua. Cậu bé yêu cầu như sau: xin ông về tâu đức vua, rèn cho tôi chiếc kim này thành một con dao thật sắc để xẻ thịt chim. Vậy là cậu bé yêu cầu sứ giả về tâu đức vua, rèn cho cậu chiếc kim khâu thành một con dao thật sắc để xẻ thịt chim. Đây chính là một chiếc kim khâu các con ạ. Nó rất là nhỏ đúng không nào? Vậy làm thế nào để từ chiếc kim khâu này rèn ra một con dao sắc như vậy? Đây cũng là một điều rất là khó để thực hiện. Vậy vì sao cậu bé lại yêu cầu như vậy các con nhỉ? À, cậu bé yêu cầu như vậy bởi vì vua không thể làm nổi việc này để không phải thực hiện lệnh của nhà vua. Từ một chiếc kim khâu không thể rèn thành con dao sắc, cũng như một con chim sẻ nhỏ không thể làm thành 3 mâm cơm. Sau 2 lần thử thách thì nhà vua đã quyết định như thế nào nhỉ? À, nhà vua đã quyết định là nhà vua trọng thưởng này và gửi cậu bé vào trường học để luyện thành tài. Vừa rồi cô và các con đã trả lời hết những câu hỏi trong sách giáo khoa.
Vậy theo các con, nội dung chính của bài tập đọc này là gì? Nội dung chính của bài tập đọc này chính là ca ngợi sự thông minh và tài trí của cậu bé. Cô mời các con ghi lại cho cô nội dung chính của bài và trong vở nhé. Cô nhắc lại, nội dung chính của bài là ca ngợi sự thông minh và tài trí của cậu bé. Sau khi đã hiểu được nội dung của bài thì cô tin rằng là chúng mình sẽ luyện đọc hay tốt hơn bài tập đọc này. Cô mời các con chuyển sang hoạt động 3, hoạt động luyện đọc hay. Để có thể luyện đọc thật là hay thì chúng mình sẽ cần phải chú ý cho cô giọng đọc của bài. Chúng mình phải lưu ý giọng đọc của từng nhân vật này. Nhân vật người dẫn chuyện sẽ chậm rãi ở đoạn đầu. Và lo lắng khi cả làng cậu bé nhận lệnh của nhà vua. Cuối cùng sẽ là vui vẻ, khâm phục khi cậu bé đã vượt qua thử thách của nhà vua đấy. Thế còn giọng cậu bé thì sao nhỉ? Giọng cậu bé thì phải lễ phép này, tự tin. Giọng của nhà vua thì oai nghiêm. Trên bảng sẽ là đoạn văn thứ 2 mà cô đã lựa chọn để chúng mình thể luyện đọc hay bài tập đọc này. Với những từ cô đã in vàng ở trên bảng thì chúng mình sẽ cần lưu ý nhấn giọng vào những từ này để khi đọc. Bây giờ cô sẽ đọc mẫu bài tập đọc mẫu đoạn văn thứ 2. Các con hãy lắng nghe. Đến trước cung vua, cậu bé kêu khóc om sòm. Vua cho gọi vào, hỏi: cậu bé kia, sao dám lên đây làm ầm ĩ? Muôn tâu đức vua, cậu bé đáp: bố con mới đẻ em bé, bắt con đi xin sữa cho em, con không xin được, liền bị đuổi đi. Vua quát: thằng bé này láo, dám đùa với trẫm, bố ngươi là đàn ông thì đẻ sao được? Cậu bé bèn đáp: muôn tâu, vậy sao đức vua lại ra lệnh cho làng con phải nộp gà trống mới đẻ trứng ạ? Vua bật cười, thầm khen cậu bé, nhưng vẫn muốn thử tài cậu lần nữa. Vậy à, con đã lắng nghe cô đọc mẫu đoạn văn thứ 2. Về nhà các con thể lựa chọn một đoạn văn khác để luyện đọc với bài tập đọc cậu bé thông minh này. Các con hãy ghi nhớ nội dung chính của bài này, luyện đọc thật là nhiều bài tập đọc để có thể đọc thật là hay, trôi chảy nhé. Vừa rồi là hoạt động cuối cùng của tiết học ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các con ở những tiết học lần sau. Khóa học Vietjet, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Vietjet.